một chiếc lõi mà được búp liên tục hai bản cập nhật thì theo các bạn có xứng đáng một chỗ đứng trong meta hiện tại không? Xin chào các bạn, đây là Sammy Checker với Nắng. Sau bản update 13.21 thì các anh sinh viên đa chú đã tốt nghiệp rồi. Các bài đấu bị lãng quên ở meta trước như thách đấu cũng đã trở lại mạnh mẽ với quân bài được búp khá nhiều là Kai'Sa. Ngoài ra còn búp thêm cả Fiora, tương bố tuyển khác như Silco cũng được búp. Thì còn chần chừ gì nữa mà không pick ngay chiếc lõi này nếu nó xuất hiện. Lối đi riêng sẽ giúp bạn có một chiến thuật độc đáo đi ngoài khuôn khổ truyền thống của trò chơi vì chả cần kích hoạt tập hệ gì sắt. Xin mời các bạn xem tới cuối video để hiểu cách chơi cái lõi này giúp các bạn dễ dàng leo rank và để lối đi riêng không thành lối đi luôn nhé. Thành phố bên đầu khu quẩy của Yumi được có mỗi một ông lựa chọn nhưng mà nó lại rơi đúng vào ông đấy, vẫn cứ là Legend Pro cho uy tín. Mình cũng vừa đọc những thông tin hé lộ ở mùa 10 rằng cơ chế Legend sẽ bị xóa bỏ, cho nên là nếu được thì anh em cứ flex với Legend Pro cho quen, để nếu mà mùa này chưa lên được thách đấu thì mùa sau cũng quen tay mà đánh nó dễ nhé. Được. Khởi đầu với ba mảnh đồ là một kháng phép, một cung và một BF cùng kha khá tướng Demacia. Mình thấy có tương lai Demacia nên là mới bắt về từ cửa hàng đấy. Game cho luôn một chiếc lõi kim cương ở khu quẩy để đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Hút máu siêu công nghệ vừa được búp nhẹ ở bản này, nhưng mà để tối ưu thì mình nghĩ nên chọn sau khi đã chốt bài. Vương miện Surima thì quá cơ bản cho những bài đấu Surima rồi, mà mình cũng làm kha khá video nên là bạn nào muốn xem thì có thể xem lại trên kênh nha. Bộ khởi đầu cũng có thể chọn để chốt bài và đánh theo cái tướng lõi ra, nhưng mà lối chơi của mình không phải là như vậy. Ron cả ba thì chiếc lõi mà mình nhắc ở đầu game là lối đi riêng chính nó, múc luôn chứ còn chần chừ gì nữa. Cái lõi này nếu mà có nhiều tướng hay sao để đép thì hoàn toàn có thể đánh chuỗi thắng, sẽ tối ưu nhất. Nhưng trong tình huống này bài của mình không có hay sao nên mình quyết định đánh Lucic và Ron 7 để bách nha các bạn. Bán hết tướng trên hàng chờ nhưng đi chỉ để lại 3 chết tích 10 tiền. Với lượng tốc độ đánh cũng như là máu cộng thêm từ lõi, cast của mình vẫn đép được 1 chết trước cái nhà level 4 này. Thêm một cast vào sân để đép thay vì Grace, mình gặp nhà level 5 và vẫn tiếp tục đép được 2 chết. Hoàn thành chuỗi thua 3 trước vòng đi chợ với một round đấu không thể hoàn hảo hơn, chỉ thua 1 chết và còn lại 86 máu. Nhặt luôn gậy 3 tiền trước mặt vì tí nữa có thể lắp đồ đa dạng hơn cho các tướng 4 tiền của mình. Tích được 30 tiền ở vòng 2.5 bởi vì mình không up cấp. Tiếp tục thua đẹp 2 chết trước cái nhà level 4. Đoạn này mình thấy dấu tích vào các nhà đối thủ có 3 tình huống xảy ra. Một là gặp nhà level 5, hai là gặp nhà level 4 và ba là gặp nhà đang áp ca chỉ với 2 chết trên sân. Để đảm bảo là không có lời nguyền nào xảy ra tại vòng này, mình quyết định bán hết tướng trên sân đi và đi thắp hương cầu may sẽ gặp nhà áp ca để mất ít máu nhất có thể. Và chính xác là mình đã gặp nhà áp ca, một chuỗi thua 5 không thể hoàn hảo hơn khi mà còn tới tận 78 máu. Rao người đá trả cho mình rất nhiều tiền cùng với một mảnh kháng phép. Úi giời đẹp xinh, mình đã khá cần tiền để lên cấp và roll back lại sau khoảng thời gian đánh chuỗi thua dài như này. Vẫn cứ là hai em Cassiopeia được mình tin dùng và đép tiếp ở vòng 3.1. Lắp luôn vuốt rồng cho Nico, gặp nhà chơi Cassiopeia kẹp đấu sĩ. Họ roll cạn tiền nhưng mà bài chưa có 3 sao nên là mình vẫn đép được 2 chết. Tốc độ trận đấu sẽ chậm lại một xíu rất là phù hợp khi mà một chiếc lõi bạc xuất hiện. Hoàn toàn tự nhiên bạc auto loại nên là mình roll trước và nó ra hộp Pandora. Phải mà nó ra hàng chập Pandora thì mình múc luôn rồi đấy, chứ đồ của mình cũng tạm ổn nên là không cần. Phân vân một lúc thì mình chọn một cái lõi đánh nhau là bùa đỏ để tí nữa không cần thêm quỷ thư hay là giáp lửa sẽ là tối ưu nhất. Up level 6 cho thêm tướng vào sân để đép, mình cũng up dần level 7 để tí nữa đi chợ về mình sẽ ổn định phong bài trước. Tiếp tục đép ngon khi mà mình chỉ để thua 3 chết trước cái nhà level 6 này. Cho Irelia 2 vào sân khi mà nó vừa cống hiến, mình thắng luôn cái nhà đang đép bằng TF cầm cuồng đao. Ông này với hai chiếc lõi máu chắc là đi đánh Isodia đấy. Tank của bên đấy khá là yếu vì toàn một sao, TF thì cũng vừa bị nớp nên là không còn quá mạnh nữa. Mình chiến thắng luôn ở round này để chấm dứt cái chuỗi thua 7 và bắt đầu giữ lại máu. Đi chợ mình muốn lấy Kai'Sa nhưng mà đã bị cướp mất, lấy về nước mắt để khóc anh ạ. Để tí nữa lắp Sujin cho Kai'Sa vậy. Được free roll một lần ở level 7 khi mà thanh kinh nghiệm của mình đạt 38/40 ở vòng trước. Game trả cho mình hai con 4 tiền là Zavan và Silco. Mình roll mạnh thì bắt được toàn đôi là đôi. Nào là đôi Kai'Sa, đôi Silco, đôi Nila và có cả Zavan cũng như các tướng 4 tiền khác. Như đã tính toán trước đấy thì Kai'Sa sẽ được giao cho Tech Carry nên là nó cầm một Sojin và một gậy. Nhà mình gặp ở round này với chiếc lõi bộ khởi đầu ra Afe và cũng đã update Afe 2 khi mà mới chỉ level 6. Tuy nhiên mình đã roll rất nhiều để update team, vẫn chiến thắng áp đảo. Chưa muốn dừng lắm khi mà round vừa rồi mình cũng còn 10 tiền, cộng thêm ít tiền ở round này thì mình roll thêm mấy nháy. Game rất là biết thương Nắng khi mà thấy mình ít đôi quá cho mình thêm một đôi Seju với cả một đôi Afe nữa cho đủ 5 đôi. Không muốn 6 đôi tươi trắng nên là mình bán Modern đi roll thêm một nháy thì bắt được Afe 2. Mấy đấy cuối cùng cũng có 2 sao. Nhà mình gặp ở round này là bài hiệu triệu nhân Kama 3 đồ có đồ ánh sáng. Tuy nhiên tank vẫn khá là mỏng, chắc do ông này chưa roll, mình dễ dàng có được chiến thắng thứ hai. 5 con sói hư hỏng trả cho mình thêm 4 mảnh đồ là giáp, cung, nước mắt và gậy. Bán luôn các thứ không cần thiết đi để tích đủ 20 tiền.
vẫn chưa muốn dừng roll vì bài còn quá nhiều đôi. Mình tiếp tục roll với 28 tiền, lên được Kai'Sa 2, ra thêm Nasus, Sen và đôi Javan. Quyền trượng mình lắp luôn cho Kai'Sa để giữ lại chiến thắng thứ 3 trước cái nhà có form bài Surima Aji 2 sao cháy lên luôn. Lõi công nghệ vàng à? Thuật sư thiện chiến thì không cần nên là mình roll trước, ra khả bảo thạch có thể dùng được. Hy sinh thì bài khá là ít chết nên là không tối ưu lắm. Mình phân vân giữa việc lấy khả để thêm đam cho cả team hay là lấy thêm một đồ on cho Kai'Sa. Và quyết định của mình là lo gen của on để lấy thêm về đồng hồ cát cho Kai'Sa đi cùng với quyền trượng. Nếu mà là các bạn thì các bạn sẽ chọn lõi nào? Comment ở phía dưới nhé. Tạm ổn về phần tướng 2 sao và đồ rồi nên là mình không roll nữa. Tranh thủ check và xếp bài. Anh sinh viên đa chú cứ ngỡ là đã tốt nghiệp sau bản cập nhật. Ấy thế mà vẫn có ông đánh. Có khi ông này còn nợ môn nên là chưa tốt nghiệp được. Không có đồ mana nên chuyên được phép team bạn cũng ra skill khá là ít. Không đủ đam. Chiến thắng thứ 5. Trời mẹ gì. Kai'Sa ra con thứ 4. Thấy Afe có nhà kia cầm khó mà lên 3 nên là mình bán luôn để tích 20 tiền. Nice. Chiến thắng tiếp của nhà Cassiopeia đấu sĩ để nâng chuỗi thắng lên con số 6. Bài họ ngoài rắn 3 với cả chó gắt 3 thì còn lại toàn tí hon. Kai'Sa nhà mình tích đủ đam với một cân 10 Ikathia cuối đã dọn sạch bàn. Múc về em Nasus cầm giáp ở chợ sau khi đã đủ đồ đam cho Kai'Sa với cả còn có tí cơ hội tí lên chó 2 sao. Cũng là 2 sao đấy nhưng mà là Sejuani lên 2 sao chứ không phải là Nasus. Thôi lỡ rồi thì cứ lắp ráp gai tạm cho Nasus đã, tí cần thì đổi đồ sau. Easy win trước cái nhà Afe bắn tỉa, tanh của họ khá mỏng do ông này cứ lo tập trung vào đam nên là không thể thắng được bài của mình. Seju ra thêm một con trong cửa hàng, chắc thấy có bài đấu sĩ cầm Seju nhưng mà họ cũng sắp tèo rồi nên là mình vẫn có hy vọng lên 3 sao. Đúng như dự đoán, cái ông lúc nãy lấy hai lõi máu giờ đã lên 9 có khá khá tướng 5 tiền cùng với Hammer 3 cuồng đao 2 máy đào vàng. Do cái ông này vừa xoay nên chưa có 2 sao. Chiến thắng thứ 8 vẫn là quần nắng đấy. Round chim cuối cùng trả cho mình thêm 2 mảnh đồ. Giao điện được lắp cho Kai'Sa và nước mắt thừa sẽ lắp cho Javan. Up level 8 mình roll xuống còn 10 tiền, bắt được Seju thứ 6. Nasus cũng lên 2 sao nốt. Đấm mạnh sinh viên đa chú thêm một phát trước khi nó rát vàng thêm được nhiều tướng. Roll sương sương và tích 10 tiền để đánh chậm rãi 3 sao. Chuỗi thắng 10 sẽ không có vì đối thủ mình gặp ở vòng này là nhà hiệu triệu nhân. Instant lửa giúp cho Kamati bạn dù mới chỉ 2 sao cũng chịu rất đau. Nico thì 3 sao chống chịu tốt và phụ thêm phần đam còn thiếu. 50 là số máu còn lại sau khi mình thua. Tiếp tục là Kai'Sa thứ 5 xuất hiện trong cửa hàng. Thấy Sen không có giá trị lợi dụng mà tốn tiền quá nên là mình bán đi cho hai Javan vào sân, tích đủ 25 tiền. Chiến thắng đã có lại để vừa giữ máu vừa thêm tiền cho mình. Khi mà cái nhà Afe gặp lại họ chỉ thêm được bắn tỉa chứ tanh vẫn không có, giảm giáp cũng không. Afe bắn vào Nasus team mình điên hết cả người lên mà vẫn chưa chết. Đến lúc hạ gục được Nasus thì Afe nhìn lại chỉ thấy còn mỗi mình nên đành khóc. Còn mỗi cái Sojin ở chợ là ngon nên là mình lụng về. Tranh thủ check bài thấy cô ông Esodia cầm luôn con Seju 2 với dàn 5 tiền đang update 2 sao. Chiến này căng rồi. Vẫn cứ là roll và giữ lại 10 tiền. Mình lên được Japan 2, Sojin cho Afe thêm tí đam. Combat ác chiến với nhà cast đấu sĩ ở round này. Họ cũng đã update được 3 sao và 2 sao nhiều hơn. Đồ thì cũng đã có đủ cho các tướng. Quyền trượng team mình nằm trên người Kai'Sa, phát huy tác dụng tuyệt đối cùng với chiếc đồng hồ cát đã đủ đam kết liễu cho các team bạn. Đồng thời tiến ông này sang game mới. Vẫn là thất bại y hệt lúc nãy gặp nhau khi mà mình phải đối đầu với cái nhà hiệu triệu nhân ở vòng 5.6. Con Nico này quá trông. Săn rồng ngàn tuổi và lấy thêm về chiếc giáp vai cho Nasus để Afe phụ tí đam. Roll với 47 vàng xuống còn 10 vàng. Mình bắt được Java thứ 6 và Seju thứ 7. Gặp bóng nhà Esodia ở round này đã giúp mình giữ lại lượng máu 34. Kai'Sa thứ 6 cũng đã có. Roll thêm mấy phát xuống còn 10 tiền mình lụng luôn con Seju thứ 8. Thấy cơ hội nên là mình roll nốt, hy vọng update được 3 sao đứng các nhà còn lại nhưng mà nó không ra. Lêu lêu cái. Anh sinh viên đa chú một lần nữa bị bài mình đấm nhớ đời ở round này. Nhà Esodia gần như là bất trị khi mà đã full 5 tiền 2 sao, đấm luôn cái bài hiệu triệu nhân out top cơ mà. Có đồng nào sao đồng đấy để hy vọng lên được 3 sao. Mình bán luôn một con Javan 2 để roll nhưng mà chỉ bắt được thêm Kai'Sa thứ 8 chứ chưa có con nào lên 3 cả. Tránh đến mấy cũng phải gặp. Round này mình đối đầu với cái nhà Esodia full tướng 5 tiền 2 sao ngoại trừ Gangplank. Sức mạnh hoàn toàn là áp đảo nên là mình không thể thắng được. Hốt về em Rai ở chợ để có thêm tiền roll chứ tầm này đồ đạc không quan trọng nữa rồi. Chắc nhà Esodia sẽ top 1 rồi, mình không thể cản phá được. Họ toàn 6-7 con 5 tiền 2 sao thì sớm muộn cũng sẽ lên 3. Với số tiền ít ỏi có được cộng với việc bán luôn Nasus thì mình cũng tìm được Kai'Sa 3. Gặp nhà Surima quân sư ở round này, Kai'Sa bảo tớ lo được nên là mình cũng yên tâm. Chiến thắng này thực sự cần thiết cho mình. Anh sinh viên thì cũng đã phải dừng lại ở top 4 vì phải đối đầu với cái nhà Esodia kia. Round mới vừa bắt đầu cũng là lúc nhà Esodia lên Hammer 3.
Đeo vết ba cũng xuất hiện ở những giây cuối cùng. Lâu này mình gặp bóng nhà Esodia nên là cũng may mắn clear được Kha Khá Tướng. Nhờ vậy mà vẫn còn một máu để trụ lại, vớt vát cho mình cái top 2. Lấy thêm một cái giáp máu sau khi săn tiếp một con rồng ngàn tuổi cho tanh, mình roll và bán đi cả Gia Văn 2, nhưng mà Seju vẫn chưa chịu xuất hiện. Không để ý lượng tiền vì mãi roll tìm 3 sao, cuối cùng thì mình chỉ còn 7 chết trên sân. Tranh giành top 2 với cái nhà Surima quân sư khi mà dấu tích chỉ thẳng vào nhà họ. Bài họ level 9 có đầy đủ 2 sao carry và còn có thêm các tướng phụ trợ. Đồ cũng chuẩn, tuy nhiên vẫn phải khuất phục trước Kai'Sa 3 của mình. Mình xếp Kai'Sa luôn lên hàng đầu khi mà thấy Kasate của họ không có đủ mana. Kai'Sa nhận đam sau đó lướt đi, tung ra cơn mưa Ikathia đầu tiên, lấy đi hơn nửa máu tanh của team địch. Hoàng đế sa mạc team bạn cũng liên tục triệu hồi Lý Cát để càn quét team mình. Kai'Sa tiếp tục đủ năng lượng và tung ra cơn mưa Ikathia lần thứ 2, clear đi nửa sàn team bạn. Afe cũng phụ đam rất nhiệt tình. Team bạn cũng đáp trả liên tục với những lần chọt từ Azir cùng với Mordor. Sức mạnh tạo nên sự khác biệt nhờ 3 sao. Đi cùng combo đồng hồ cát và quyền trượng, team mình đã hết tanh và chỉ còn lại Kai'Sa, Afe. Team bạn thì vẫn đầy đủ Azir, Nasus. Tuy nhiên với số tích được từ quyền trượng, sau một khoảng thời gian khoảng hơn 20 giây, Kai'Sa nhận đam, kích hoạt đồng hồ cát và lướt đi. Tung cơn mưa Ikathia lần thứ 3, dọn dẹp hết đi carry team bạn, chỉ có lại Achok. Achok hồi sinh bổ rất nhiều nhưng mà vì không có đồ nên là không có đam. Máu của Kai'Sa vẫn còn đủ để chịu nốt 2 phát quy từ Achok, sau đấy bay đi và kết liễu luôn đối thủ. Roll tiếp bằng tiền tích được khi mà bán Afe, mình lên nốt con Seju 3 sao trong khi đối thủ đang tìm kiếm thêm Sen 3 cho bộ sưu tập. Poppy cũng được cho vào sân để kích hoạt 4 sao cho Hammer. Có thể các bạn đã biết, mặc dù Yordle đã biến mất khỏi mùa 9.5, tuy nhiên nếu mà các bạn lên được Hammer 3 thì hãy tìm kiếm cho mình vị tướng Yordle có sót lại duy nhất cùng Hammer, đó chính là Poppy, để cho vào sân. Hammer sẽ nâng cấp lên 4 sao đấy. Combat cuối cũng không có gì để nói khi mà Hammer 4 thực sự là một đẳng cấp khác. Mình dừng lại ở top 2 và hoàn toàn chấp nhận kết quả này. Đối thủ đã làm tốt hơn rất nhiều. Tổng kết cái nhỉ, lối đi riêng đã được búp liên tục ở 2 phiên bản và các tướng 4 tiền cũng đã được búp thêm như là Fiora, Kai'Sa, Silco nên hoàn toàn có thể sử dụng cái lõi này để leo rank. Linh hoạt carry, chúng ta có thể tùy thuộc vào đồ rơi ra để chọn tướng cầm đồ carry cho team mình. Nếu có hàng chập Pandora hoặc là vé roll thì các bạn có thể đánh 4 tiền 3 sao ở level 7 để auto cao hơn nhé. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Nếu như mà thấy mình đánh rất công hiến ở video này thì đừng quên like share ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.